Hey, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của Amigo Guitar Shop. Đó chính là sản phẩm chân để đàn guitar bằng gỗ, rất là đẹp và được làm bằng máy CNC chính xác cao, cho nên có thể nói là 100 cái, nó gần như là 100 cái như nhau cả. Thì với cái chân để đàn bằng gỗ này, nó có những điều thuận lợi gì so với cái chân để đàn mà bằng sắt các bạn mua của Trung Quốc hoặc là ở ngoài thị trường nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói sơ qua về nó. Đầu tiên thì các bạn thấy là khi chưa ráp vào, nó là hai miếng gỗ như thế này. Thì các bạn thấy là rất là thuận lợi đúng không? Vì là tháo ráp rất là thuận lợi, nhẹ, mang đi dễ dàng. Các bạn bỏ vào đàn, các bạn chở đi đến show, các bạn có thể ráp vào, các bạn để xuống xong thì bạn tháo ra, các bạn mang về ha. Thì ở đây mình làm sản phẩm của bên mình đó, có hai màu, một cái màu sáng và một cái màu hơi tối một tí đó, thì tùy theo sở thích của các bạn để có thể chọn được. Thì kết cấu lò gỗ đây là các bạn có thể thấy là cái lỗ gỗ cũng bằng ván ép nhưng mà chất lượng cao ha, thường làm các loại bàn ghế đó, thì cũng được cắt và đặc biệt là máy CNC chính xác. Là em Toàn, em ruột của mình ha, cũng phụ trách shop thì có máy đó, hệ thống cắt rất là chính xác, mài cũng chính xác ha, rất là đẹp. Thì phía trên này tiếp phần tiếp xúc với đàn thì có một cái lớp ha, bằng nhựa mềm đó các bạn ha, các bạn được gia công dán chính xác lên trên này, do đó khi bạn để cái đàn lên nó không bị trầy xước gì cả ha. Thì về cái cách xài nó đơn giản lắm, các bạn chỉ cần thấy là một bộ như thế này nó có hai cái kẽ đúng không, hai cái kẽ này đối nghịch với nhau đó. Các bạn chỉ cần cầm hai kẽ này, các bạn nhét vào đó. Nhét vào thế này và các bạn gài mạnh xuống là chúng ta có ngay cái chân để và các bạn để xuống như thế này. Thì cái phần này mình cũng cải tiến nhiều về cái phần bo rồi như thế nào để cho nó chắc chắn so với một số sản phẩm của Trung Quốc. Các bạn có thể thấy thì chất lượng này, giá thành nó rẻ hơn và độ chắc chắn nó cao hơn ha. Thì cái giá hiện tại là 250.000 đồng, bên mình khuyến mãi giảm 20%, chỉ còn 200.000 đồng thôi mà free ship cho tất cả các bạn toàn quốc nhé. Free ship, các bạn nhận hàng tận nơi, các bạn thanh toán tiền ha. Thì mình nghĩ là đây là một cái giá trị nó sẽ mang đến cho bạn rất là tốt kèm với cây đàn guitar của bạn ha. Và bây giờ chúng ta hãy xem thực tế là khi cây đàn đặt lên nó như thế nào nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình để trực tiếp cái cây đàn lên trên cái giá để ở hai cái góc nhìn khác nhau để các bạn có thể cảm nhận được rằng là khi đặt cái đàn lên thì nó nhìn như thế nào nhé. Chúng ta hãy nhìn theo kiểu bề ngang này trước hả. Các bạn thấy không? Hai phần tiếp xúc nó mặt sau vô trong cái lưng đàn ha. Nó thành tạo hình chữ V rất là chắc chắn. Ở bên hông đàn thì được cắt rất là vừa vặn, các bạn có thể để cái cây classic hay là cây acoustic nó đều vừa vặn cả ha. Chiều cao thì phù hợp để cho nó chắc chắn ha, nó không rất khó bị đổ ha. Thì với cái phần để mặt trước thì chúng ta để thử xem như thế nào nhé. Đây các bạn thấy không, khi mà để cái phần mặt trước, cái phần đáy phía dưới nó nhô lên cũng rất là nhỏ ha, rất là nhỏ. Các bạn có thể thấy rằng là đó, nó cũng bám vừa với cái cây đàn của mình đó. Rất là chắc chắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử cố gắng dùng lực để mình đụng mạnh vào cây đàn xem nó có dễ bị ngã không nhé. Các bạn thấy không? Khi mà mình trên sân khấu gì, các bạn có thể là vô tình chúng ta quơ tay đi trúng. Đó, nó không hề dễ ngã nha các bạn. Nó không dễ ngã gì cả. Mình lấy tay mình thử các bạn xem ha. Đó. Đó. Nó rất khó ngã. Được. Cho nên là các bạn có thể an tâm là vì độ chắc chắn của cái chân đế này nhé. Chỉ có
200.000 được free ship tận nhà nha các bạn. 250.000 giảm giá còn 200.000 và free ship tận nhà toàn quốc nha các bạn. Hãy ủng hộ Amigo Vitashop nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hãy like, share, comment để ủng hộ Amigos Guitar Shop làm cho những sản phẩm thuần của Việt Nam, chất lượng phục vụ cho anh em guitar nhé. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.